Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Thanh Mai. Hôm nay Mai làm một cái video về các cái lễ hội trong tháng Giêng để chúng ta cùng tìm hiểu và ghi nhớ những cái ngày lễ hội của đất nước Việt Nam nha mọi người. Cũng như là nếu mà chúng ta có đi du lịch thì chúng ta cũng sẽ biết trong tháng Giêng vào ngày nào thì sẽ có những cái lễ hội ở cái tỉnh địa phương nào để chúng ta cùng đến đó nha. Hoặc là chúng ta ngồi nhà nhưng mà chúng ta cũng biết về lịch sử các cái văn hóa của Việt Nam thì cũng vô tình thôi là mình xem cái lịch của mình á, thì nó trong mỗi cái từ lịch nó sẽ có những cái lễ hội nè đó, xong rồi mình tổng hợp sưu tầm lại là những cái lễ hội trong tháng Giêng, mình làm thành một sách như thế này. Bây giờ mình sẽ đọc theo thứ tự á, là trong tháng Giêng, mọi người cùng ghi nhớ với Mai nha. Nếu mà có thiếu những cái lễ hội gì đó thì mọi người có xem được video thì để với bình luận bổ sung kiến thức như cho Mai và cho những mọi người cùng biết về những cái lễ hội của Việt Nam nha. Thì mùng 1, mùng 2, mùng 3 đó là lễ ở gia đình, rồi mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, thì chúng ta sẽ không có đi chơi các cái lễ hội. Thì bắt đầu từ mùng 4, mùng 5 thì sẽ có những cái lễ hội như là lễ hội Đống Đa ở Tây Sơn, Bình Định, thì được tổ chức thường niên vào ngày mùng 4, mùng 5 Tết tại Bảo tàng Quang Trung, tỉnh Bình Định. Đây là lễ hội mang ý nghĩa tưởng nhớ đến công lao to lớn của vua Quang Trung Nguyễn Huệ với trận Ngọc Hồi Đống Đa lừng lẫy, tôn vinh lịch sử anh hùng của dân tộc. Lễ hội Cổ Loa Đông Anh, Hà Nội. Cổ Loa là di tích lịch sử nổi tiếng nằm trên địa phận huyện Đông Anh, Hà Nội. Hàng năm cứ đến ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch là nhân dân Cổ Loa và khách du lịch lại về đây dâng hương tưởng niệm vua An Dương Vương và tổ chức trọng lễ hội đền Cổ Loa với các cuộc thi và trò chơi dân gian tưng bừng. Trời ơi, tối nóng quá. Ngày mùng 6 là ngày rất là nhiều lễ hội luôn á mọi người. Ngày mùng 6 là để coi có 3-4 lễ hội á. Ở Hà Nội thì có hội giống vào ngày mùng 6 tháng 1. Hội giống là lễ hội truyền thống hàng năm để tưởng niệm và ca ngợi chiến công của người anh hùng truyền thuyết Thánh Giống, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Có hai hội giống tiêu biểu ở Hà Nội là hội giống Sóc Sơn ở đền Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, và hội giống Phù Đổng ở đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. Rồi vào ngày mùng 6 luôn, ở Mỹ Đức, Hà Nội thì chúng ta có lễ hội Chùa Hương. Lễ hội Chùa Hương diễn ra trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Mùng 6 tháng Giêng hàng năm là ngày khai hội, kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Lễ hội Chùa Hương kéo rất là dài nha mọi người, từ mùng 6 đến hết tháng 3 âm lịch luôn. Lễ hội thu hút hàng triệu Phật tử hành hương về miền đất Phật, một quần thể danh thắng tập hợp nhiều đền chùa, hang động gắn liền với núi rừng, sông núi hài hòa đẹp mắt. Rồi ngày mùng 6 luôn nè, mùng 6 là thường là những là cái ngày giống như ngày tốt á, thì ngày này cũng rất là nhiều cái lễ hội. Hội đền Vua Bà ở Bắc Ninh. Lễ hội đền thờ Vua Bà tưởng nhớ đến Đức Vương Mẫu, Vua Bà Thủy Tổ Quan Họ và là thành hoàng của làng Diềm, tức làng Viêm Xá, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tổ chức vào ngày mùng 6 tháng Giêng hàng năm. Tương truyền rằng bà là người đã dạy người dân nơi đây cách làm ruộng, trồng dâu, nuôi tầm và hát dân ca quan họ. Rồi mùng 6 hết rồi, mùng 6 bây giờ tới mùng 7. Mùng 7 thì ở Tiên Sơn, Hà Nam,
sẽ có lễ hội Tịch Điền Đội Sơn. Tịch Điền Đội Sơn, xã Tiên Sơn, Hà Nam là một lễ hội mang ý nghĩa khuyến nông. Lần đầu tiên nghi thức lễ Tịch Điền này được diễn ra vào thế kỷ thứ 10. Đích thân vua Lê Đại Hành đã xuống cày ruộng để cầu được mùa. Sau nhiều năm thất truyền, lễ hội được khôi phục từ năm 2009, diễn ra vào ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm. Đó là lễ hội về khuyến khích trồng trọt, cày ruộng, trồng lúa. Lễ hội thổi cơm. Lễ hội thổi cơm của làng Thị Cấm ở Từ Liêm, Hà Nội. Hàng năm cứ mùng 8 tháng Giêng, người dân làng Thị Cấm, Từ Liêm, Hà Nội lại đổ về sân đình thi kéo lửa thổi cơm. Lễ hội này bắt nguồn từ truyền thuyết từ thời vua Hùng thứ 18, đôi vợ chồng tướng tiên phong là Phan Tây Nhạc và Hoa Dung chạy quân qua làng đi dẹp giặc. Dân làng xin đi theo, tướng quân bèn mở cuộc thi thổi cơm để chọn người giỏi việc nuôi quân. Lễ hội thổi cơm làng Thị Cấm, Từ Liêm, Hà Nội. Tới mùng 9, mùng 10 sẽ có lễ hội Ba Bể ở Ba Bể, Bắc Cạn. Hội Xuân Ba Bể là lễ hội đầu năm của đồng bào các dân tộc vùng hồ Ba Bể, được tổ chức vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Các hoạt động đua thuyền, độc mộc, ném còn, đấu vật. Ném còn là chơi gì mọi người? Đấu vật, bắn cung và biểu diễn múa, hát truyền thống được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Cái này chắc mình còn phải tìm hiểu lại là các trò chơi dân gian á, là như đua thuyền độc mộc nè, là mình biết đua thuyền. Rồi ném còn là trò chơi gì ta? Đấu vật, bắn cung. Đó là mùng 9, mùng 10, Hội Xuân Ba Bể ở Bắc Cạn nha mọi người. Rồi tới Hội Liêm. Hội Liêm ở Tiên Du, Bắc Ninh. Hội Liêm là nét độc đáo của vùng văn hóa Kinh Bắc. Chính hội được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đặc sắc nhất là phần hát hội được tổ chức theo hình thức du thuyền, hát quan họ. Lễ hội này là có vào cái tối 12 rồi nha mọi người. Tối 12 là đêm hội hát thi giữa các làng văn họ Bắc Ninh. Rồi ngày 13 là ngày chính thức. Rồi, lễ hội tới lễ hội khai ấn đền Trần ở Nam Định. Tại đền thờ nhà Trần thuộc thôn Tức Mạc, xã Lộc Vượng, Nam Định, dân làng tổ chức lễ khai ấn vào giờ Tý, thời điểm kết thúc ngày 14 và bắt đầu ngày 15 tháng Giêng. Đây là tập tục văn hóa có từ thế kỷ thứ 13 dưới thời vua Trần Nhân Tông, nhằm tế lễ trời đất, tiên tổ, thể hiện lòng thành kính biết ơn cha ông. Rồi tới lễ hội cầu ngư. Lễ hội cầu ngư là cho đánh bắt ha, mình nghe tên là mình thấy cho đánh bắt rồi, ở Phú Quang, Thừa Thiên Huế. Vâng, lễ hội cầu ngư làng Thái Dương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Quang diễn ra sôi nổi vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm, với nghi lễ xuất hành ra khơi khởi đầu cho một năm đánh bắt cá. Ngày 2 tháng Giêng là ra khơi khởi hành đánh bắt cá. Đây được xem là lễ hội cầu ngư lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia. Rồi mình đi qua tới tỉnh Hải Dương. Có lễ hội chùa Côn Sơn ở Chí Linh, Hải Dương. Lễ hội chùa Côn Sơn bắt nguồn từ ngày giỗ Trúc Lâm Đệ Tam Tổ Huyền Quang thế kỷ thứ 14.
thường được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 22 tháng Giêng hàng năm tại chùa Côn Sơn, nằm dưới chân núi Côn Sơn, tục gọi là chùa Hun Hun, chùa Hun. Từ thời Lê Sơn, lễ hội chùa Côn Sơn đã được tổ chức rất quy củ. Giờ tới Nghệ An, mình đi qua Nghệ An nè, là có hội đền Quả Sơn, Đô Lương Nghệ An, Y Minh Vương Lý Nhật Quang, là con trai thứ 8 của vua Lý Công Uẩn, đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi. Ngài mất và hiển thánh ngay tại chân núi Quả, thuộc xã Bồi Sơn, Đô Lương. Lễ hội đền Quả Sơn diễn ra vào ngày 18 tới ngày 20 tháng Giêng hàng năm để tưởng nhớ công đức của Ngài. Ở Nghệ An, hội đền Quả Sơn ngày 18-20 tháng Giêng. Bây giờ tới Lai Châu. Lai Châu có lễ hội chùa Chiên, Than Uyên Lai Châu. Xòe Chiên là một trong những lễ hội quan trọng của dân tộc Thái vùng Tây Bắc nói chung và người Thái huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu nói riêng, diễn ra từ mùng 1 đến 15 tháng Giêng hàng năm. Lễ hội bao gồm hoạt động múa xòe thành vòng tròn quanh đống lửa và các trò chơi dân gian như tung còn, tụ lu, đẩy gậy, bắn nỏ. Mình đọc mà mấy trò chơi này mình cũng biết luôn. Tung còn, rồi tụ lu, đẩy gậy, bắn nỏ. Cái này mình phải search Google những trò chơi này như thế nào á để mình biết các trò chơi dân gian. Lễ hội Thổ Hà ở Thổ Hà Bắc Giang. Lễ hội Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang được tổ chức vào ngày 19 đến 21 tháng Giêng hàng năm. Đối tượng suy tôn là thành hoàng làng, năm nào cũng có tổ chức lễ hội như 3 năm một lần mới mở hội lớn có lễ rước. Đây là một lễ hội còn duy trì được nhiều nét bản sắc độc đáo truyền thống của vùng Kinh Bắc. Lễ hội Thổ Hà, Bắc Giang tổ chức vào ngày 19 tới 21 tháng Giêng. Qua Lào Cai lễ hội Gầu Tàu, hội chơi núi mùa xuân Gầu Tàu, có nơi còn gọi là hội xuân hải sáng, sải sáng Gầu Tàu. Nhìn không được rõ mọi người. Sải sáng là một trong những lễ hội quan trọng nhất dịp đầu xuân của đồng bào dân tộc Mông. Từ hàng trăm năm nay, lễ hội diễn ra vào ngày mùng 4, mùng 5 tháng Giêng với nhiều hoạt động vui chơi thu hút đông đảo bà con các dân tộc cũng như du khách gần xa ở Lào Cai. Cái này mình sắp sao nè, mình sắp lộn. Cái này là mùng 4, mùng 5 là còn cái hội xuân Gầu Tàu ở Lào Cai á mọi người. Rồi, lễ hội Rống Bọc. Lễ hội Rống Bọc, hai chữ ho. Rống Bọc ở Sapa, Lào Cai. Lễ hội Rống Bọc còn gọi là lễ hội xuống đồng ở Lào Cai là lễ hội quan trọng bậc nhất của đồng bào dân tộc Giấy ở Sapa, Lào Cai. Giấy không có dấu ớ mọi người. Này mình đọc theo tiếng dân tộc Kinh chứ không biết này đọc theo dân tộc bên đây đọc sao luôn. Lễ hội kết thúc một tháng vui chơi và mở đầu cho năm mới lao động, cầu mùa màng bội thu, người
yên vật thịnh, mưa thuận gió hòa. Lễ hội Rống Bọc ở Sapa, Lào Cai. Mình qua một cái lễ nữa ở Sơn La. Sơn La thì có lễ hội Mương A Ma. Mương A Ma này là giống như là lễ hội của những người dân tộc á, sẽ đặt những cái tên tiếng dân tộc. Lễ hội Mương A Ma là nét văn hóa tiêu biểu đặc sắc nhất của đồng bào dân tộc Sinh Mun, cư trú ở vùng rẻo giữa và rẻo cao ở Sơn La. Lễ hội thường được tổ chức 3 đến 5 năm một lần, diễn ra vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 2 âm lịch, khi mùa màng đã thu hoạch xong và năm đó được mùa, lúa ngô đầy nhà và nuôi được nhiều gà lợn. Có nghĩa là cái lễ hội này không phải tổ chức mỗi năm, mà 3 đến 5 năm mới có tổ chức một lần. Từ tháng 12 đến hết tháng 2, năm nào mà bội thu thì mới tổ chức cái lễ hội Mương A Ma này ở Sơn La mọi người. Tới lễ hội chùa keo. Hội chùa keo này mọi người có ai được đi chưa? Ở Vũ Thư, Thái Bình. Ai về lễ hội chùa keo cạnh đê duy nhất dọc theo sông Hồng? Tại chùa keo mỗi năm tổ chức hai mùa lễ hội. Hội xuân được mở vào ngày mùng 4 tháng Giêng, hội thu được mở vào các ngày 13, 14, 15 tháng 9 âm lịch, nhằm tưởng nhớ suy tôn Đức Thánh Thiện Sư Không Lộ. Hội chùa keo làm được mở vào ngày mùng 4 tháng Giêng ở mùa xuân á, còn mùa thu là sẽ được mở vào ngày 13, 14, 15 tháng 9 âm lịch. Mở vào hai một năm có hai cái hội chùa keo. Hội chùa keo Thái Bình. Lễ Kỳ Yên, lễ Kỳ Yên này của Nam Bộ. Hàng năm từ giữa tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch, hầu hết các đình miếu tại các tỉnh Nam Bộ đều diễn ra lễ Kỳ Yên, hay còn gọi là lễ cầu an. Đây không chỉ là lễ hội mang ý nghĩa tâm linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân giàu nước mạnh, mà còn là một ngày hội tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Nam Bộ từ bao đời nay. Mình nghe cái lễ Kỳ Yên này mình nhớ Tết đó, là có cái lễ Kỳ Yên tổ chức chơi lô tô rồi mà ta, cũng là tên Kỳ Yên nữa. Nhưng mà cái này không phải nha mọi người. Lễ Kỳ Yên này làm tại các đình, các miếu, để mà mang ý nghĩa tâm linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân giàu nước mạnh, mà còn là một ngày hội tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Nam Bộ từ bao đời nay. Rồi ngày 15 đến ngày 7 đến ngày 15 chứ, là lễ hội hát sắc bùa của tỉnh Hòa Bình. Lễ hội hát sắc bùa của tỉnh Hòa Bình nha mọi người. Với người Mường, đặc biệt là người Mường ở Hòa Bình, thì lễ hội hát sắc bùa, tức là sách còng, là một lễ hội lớn, là di sản văn hóa quan trọng, được tổ chức hàng năm vào ngày Tết cổ truyền của dân tộc Mường. Lễ hội được tổ chức từ mùng 1 Tết và kéo dài từ 7 đến 15 ngày. Kéo dài từ 7 đến 15 ngày, chứ không phải là từ ngày mùng 7 tới ngày 15 nha mọi người. Lễ hội hát sắc bùa này ở Hòa Bình là có từ ngày mùng 1 Tết nha, kéo dài tới mùng 7 hoặc là tới 15. Rồi tới một cái lễ cuối cùng, đó là Tết Đắp Nội. Tết Đắp Nội ở Bắc Cạn, Tuyên Quang.
vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm. Bà con dân tộc Tày tổ chức Tết Đắp Nội. Đắp Nội nghĩa là ăn Tết lại. Nghi lễ này được tổ chức là dịp gặp gỡ giao lưu của các gia đình dòng họ, đồng thời để đánh dấu hết tháng Giêng, cầu cho một năm lao động thuận lợi, mùa màng bội thu. Thì thường những ngày lễ họ sẽ tới ngày mùng 6 là nhiều ha mọi người, mùng 6 rồi tới 14, 15 là thường những cái lễ, rồi hoặc là ở các đình chùa, rồi kéo dài tới 20, qua tới 20 mấy là mình không có thấy lễ hội, mà tới cuối tháng Giêng là ngày cuối cùng của tháng Giêng thì mới có cái lễ cái Tết Đắp Nội ở Bắc Cạn, Tuyên Quang. Đó là hết những cái lễ hội của tháng Giêng mà mình biết rồi. Mọi người có biết thì để dưới bình luận bổ sung thêm cho mình nha, để cho tất cả mọi người cùng tìm hiểu thêm được nhiều cái kiến thức hay. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video cũng như là ủng hộ cho Mai trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha.